Em lên lầu còn ai không ta? Em ngồi chơi chờ xí bé. Hình như Dạ. rứt. Trời có mưa ngoài không ta? Hình như hết rồi đúng không? Biết trời mưa đỡ rồi. Có khách rồi. Ok. Cái này là từ lương của hai đứa này cho. Từ lương ta lái tao cho on hết. Còn lâu. Cái khác từ cho anh em không quan tâm. Ho luôn kìa. Anh em muốn có gì vậy này? Có gì đó là
Chị chú Hà là được rồi.